Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về ở cái phân khúc SUV quý vị và các bạn nhé, SUV 5 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Ở những chiếc xe Mazda CX-5 thì nó có phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5. 2.0 thì là cái phiên bản thiếu đồ, nhưng ở phiên bản 2.5 thì đã là cái phiên bản đầy đủ hết rồi quý vị bạn nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda CX-5 này ở cái phiên bản là 2.5 quý vị bạn nhé, màu xanh thiên thanh 2.5, số tự động, và chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị bạn ạ. Ở cái phiên bản 2.5 này thì xe đã được trang bị đầy đủ full option, từ khóa thông minh, đề nổ start top cho đến nội thất da, ghế chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí, cửa số nóc, điều hòa tự động hai vùng độc lập và đầu DVD, màn hình, camera lùi, đặc biệt hệ thống giải trí âm thanh cao cấp là loa Bose quý bạn nhé. Xe đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn LED ban ngày này, đấy, hay còn gọi là đèn daylight, cảm biến áp suất lốp, đầy đủ hết cả rồi quý bạn ạ. Và đặc biệt nữa là nhìn đằng sau thì quý bạn thấy là nó được trang bị đến hai ống bô quý bạn nhé. Phiên bản 2.0 chỉ có một ống bô thôi, còn 2.5 thì có tới hai ống bô. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là những cái option mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Ví dụ từ bậc cửa này, đến trải sàn thảm da 5D, trải sàn da 5D, dán phim cách nhiệt, rất là nhiều đồ rồi quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 668 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 sản xuất năm 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe sau 6 năm sử dụng quý vị các bạn nhé. Thì chiếc xe này còn đẹp đến đâu thì mời quý vị và các bạn cùng tôi ạ. Xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì hôm nay tôi sẽ đem lên tôi quay, nó còn nguyên bản như những cái lúc mà tôi mua về đấy ạ. Đấy, mua về nó như thế nào thì nó như vậy đấy ạ. Chúng tôi cũng chưa làm cái gì cả quý bạn nhé, còn chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Về cái phần nước sơn thì quý bạn thấy đấy ạ, đây là cái màu xanh thiên thanh, để ra ngoài trời dưới ánh nắng thì quý vị bạn thấy được là nó cũng rất là đẹp, cái màu này rất là đẹp quý vị bạn nhé. Và cái màu này nó là cái màu trung tính, từ thanh niên đi hay là những các bác trung tuổi trở lên đi đều rất là hợp quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, chỉ có xước sát nhỏ nhẹ mà sơn lại thôi, và nhiều chỗ còn chưa sơn cơ quý bạn ạ. Đấy, tôi cụ thể là tôi quay cho quý vị bạn xem đấy, phải quay sát vào thì mới thấy được là những cái vết xước nó rất là nhỏ nhá, mà chúng tôi muốn để nguyên cho nó nguyên bản của chủ xe quý bạn ạ. Rất là nhiều người thì lại thích nó mộc mạc như này, xước sát nhỏ nhẹ này là tôi đang để nguyên đấy ạ, chúng tôi cũng chưa sơn đâu các bạn nhé. Nhưng mà cái việc xước sát này nó rất là ít thôi, và những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì quý vị bạn biết rồi đấy ạ, xước sát thì không thể tránh khỏi được.
Đấy là cái phần đầu của chiếc xe các bạn nhé. Nhìn về phần đầu thì quý vị bạn thấy được đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày. Đây, dưới cái quanh cái đèn pha này nó có cả đèn led các bạn nhé, và bên dưới này cũng có đèn led tiếp này, đèn led hay còn gọi là đèn daylight đấy ạ. Cứ cái này đèn này cứ bật chìa khóa là sáng thôi ạ, còn cái đèn này thì là phải nổ máy mới bắt đầu sáng. Mặt ca lăng, mặt ca lăng cũng rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và đây là cái cụm đèn pha. Đây, đèn pha cũng rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, đèn pha bi xenon ông. Phía bên dưới này là đèn led ban ngày này, đèn gầm kết hợp với cả đây ạ, từ mặt ca lăng cho đến lưới tản nhiệt đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn rất là đẹp nhé quý vị bạn nhé. Và gương chiếu hậu thì được gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu gập điện rồi nhé, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây, bấm tay cả bên cửa bên phụ quý vị bạn nhé. Và giá nóc này, bên trên thì có đầy đủ cả giá nóc, bên dưới là có cả bậc cửa rồi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. La răng đúc 19 rất là đẹp rồi. La răng này là la răng đúc R19 đấy các bạn nhé. Rất là to, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ống bô thì là ống bô đôi, ở phiên bản 2.5 này thì có hai bô, hay còn gọi là bô đôi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn những cái bộ la răng 19, la răng to này rất là chắc chắn, rất là khỏe. Đấy, la răng đúc mặt phay R19. Và cái dàn lốp này thì quý vị bạn thấy được đấy ạ, chủ xe cũng đã mới thay cả dàn lốp, cho nên là lốp còn rất là dày, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Nhìn tổng thể về bên ngoài chiếc xe rất là đẹp. Đấy, gương chiếu hậu là gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương, giá nóc, bậc cửa đều rất là đầy đủ và rất là đẹp rồi. Nhìn cái phần ba đời sốc sau đây quý vị các bạn ạ, nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì cụm đèn pha cũng còn rất là mới nhá, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, phía bên trên là đuôi gió thể thao và đèn phanh trên cao. Đấy, phiên bản Mazda CX-5 2.5 quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha, đèn hậu. Đây là cụm đèn hậu quý vị bạn ạ. Cụm đèn hậu còn rất là mới nhé. Đấy, cụm đèn hậu của xe còn rất là mới này. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD, camera lùi. Đấy, đặc biệt là ống bô, ống bô đôi, gạt mưa sau đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn ạ. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất bên ngoài đều rất là mới quý vị các bạn nhé. Sau 6 năm sử dụng rồi, từ 2016 đến nay tính ra là 6 năm sử dụng rồi mà chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là ổn rồi, rất là ok rồi, không có cái điều gì để chê về chiếc xe Mazda CX-5 2016 này nữa ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đã. Đấy, về những cái phần keo chỉ của chiếc xe đây ạ. Đấy, keo chỉ là nguyên bản luôn quý vị và bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Keo chỉ nguyên bản này. Đó. Ốc bản lề còn nguyên bản luôn ạ. Đây tôi sẽ vào tôi nổ máy lên cho quý vị các bạn xem về cái phần đó. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 6.9 km rồi quý vị bạn ạ. Đó. Lăn bánh được 6.9 rồi. Từ cái táp bi cánh cửa này, đây táp bi cánh cửa rất là mới này. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này đầy đủ và còn rất là mới. Và đặc biệt là hệ thống âm thanh cao cấp loa Bose cũng đã được trang bị cho chiếc Mazda CX-5 2016 này rồi quý vị bạn nhé. Và nhìn qua về một cái góc ở cái cánh cửa này thì quý vị bạn xem được là xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option, từ nội thất da cao cấp cho đến ghế chỉnh điện này, ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện, riêng ghế lái là có nhớ ghế hai vị trí đây quý vị bạn nhé. Đấy, ghế da cao cấp còn nguyên bản này, cửa nóc đầy đủ luôn quý vị các bạn nhé. Và cảm biến áp suất lốp này. Đấy, rất là nhiều các ứng dụng cho chiếc xe này ạ. Vô lăng này, lát nữa tôi sẽ lên tôi sẽ giới thiệu thêm sau. Và cái lót sàn 5D, thảm lót sàn 5D mà chủ xe cũng đã lắp cho chiếc xe này rồi, còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này còn nguyên bản luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, bậc cửa này, chủ xe cũng đã lắp thêm bậc cửa rồi. Cửa nóc đầy đủ hết luôn,
không thiếu một cái gì ở cái phiên bản 2.5 này quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem, cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa nguyên bản này. Đấy. Và nội thất phía sau đây quý bạn ạ, nội thất phía sau thì lại rất là mới quý bạn nhé. Xem quý bạn xem là cái ghế da này còn rất là mới, vì đằng sau này là ít có người ngồi đến cho nên là còn rất là mới này. Từ những cái phần da rồi nhựa này rồi trần, nỉ trần đều rất là đẹp. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả đây, nhưng mà nó đã đẹp như này rồi đấy. Đấy, chưa có dọn, vẫn còn bẩn nguyên đây quý bạn nhé. Những cái ghế này là còn bẩn bụi này, chưa có dọn một tí nào luôn quý bạn ạ. Tôi cũng chỉ rửa qua một chút thôi là tôi đem ra tôi quay giới thiệu cho quý vị và các bạn đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong đấy. Bắt đầu bước vào cái ghế ngồi phía sau này thì quý bạn thấy đấy ạ, ở chiếc xe CX-5 này có 5 chỗ ngồi thôi mà sở hữu một cái kích thước to, cao, rộng rãi như này, cho nên là ngồi phía sau rất là rộng, thoải mái này. Bên trên thì đã được trang bị là cửa nóc rồi này. Đấy, và những cái phần nhựa này, phần trần này đều rất là đẹp này. Gương chiếu hậu là chống chói này. Đấy. Đồng hồ công tơ mét 6.9 này. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ cảm biến áp suất lốp này, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ, cruise control đầy đủ quý bạn nhé. Và start top khóa thông minh, start top này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, đầu DVD này, màn hình camera lùi này, hệ thống âm thanh cao cấp là loa Bose. Và ở cái phiên bản 2016 này thì bắt đầu Mazda cũng đã thay đổi cho chiếc xe X5 này là một cái bộ là phanh tay điện tử rồi quý bạn nhé, không phải là kéo tay nữa, nó là phanh tay điện tử rồi. Và rất là nhiều chế độ lái đây quý bạn này, từ chế độ Sport, Normal các thứ là đầy đủ hết cả rồi. Cổng cắm USB, hệ thống giải trí cắm USB này, từ cần số này cho đến vô lăng đều rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy, cần số vô lăng đều rất là mới này, đẹp từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, táp lô đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2016 tính ra là sử dụng đến nay đã là 6 năm rồi quý bạn nhé, mà còn rất là đẹp, rất là mới như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, đẹp từ những cái phần nhựa này cho đến những cái phần nỉ trần, đấy đều rất là mới. Hệ thống an toàn là túi khí là quanh xe quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau đây ạ. Đấy. Bắt đầu từ những cái phần ốc cốp sau này còn nguyên bản này. Đấy, ốc cốp sau còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé, cho đến keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, và chúng tôi chưa có dọn gì cho nên là nó hơi bẩn một chút quý vị các bạn ạ. Nếu như dọn dẹp đi thì nó sẽ đẹp lắm đấy ạ. Và keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết về chiếc xe này là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ là còn nguyên bản hết này. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Từ những cái cụm đèn cũng còn nguyên hết này. Đấy. Và chủ xe cũng đã lắp thêm về cái lót sàn 5D cả cái phần cốp này. Đấy, cả cái phần cốp này cho nên là rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, phần cốp kìa, những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này, nhìn từ phía sau nhìn lên thì ta thấy là rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và cái cốp sau, cốp sau thì rất là rộng này và đã được lắp cái lót sàn 5D cho nên là cái phần nỉ bên dưới này rất là mới này. Lốp sơ cua còn nguyên quý bạn nhé, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ đấy ạ. Lốp sơ cua vẫn còn vạch sơn này này, chưa hạ tí nào, và bộ đồ nghề cũng còn nguyên. Đấy, còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Rất là mới đấy. Một chiếc xe 2016 tính ra là 6 năm sử dụng rồi nhưng rất là mới quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Khóa tự động rồi, cửa khóa tự động trên này, tự động khóa. Đấy. Từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. À. Keo chỉ là chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên. Đây, thưa với quý vị và các bạn nhé, cái keo chỉ này
ở cái phần này thì là nó ở cái phần thấp này này, cho nên là mở cửa ra là hay bị va cái cánh cửa này vào một chút ở những cái hay đỗ sát vỉa hè đấy, xong rồi mở cánh cửa ra nó va vào cái vỉa ba toa thôi, thì là nó chỉ bị cái chỉ dưới này, như chỉ này là vẫn còn nguyên bản nhé, chưa làm thế nào quý bạn ạ. Đấy, nó chỉ bị hơi bị nứt chỉ một tí là do mở cánh cửa ra va vào vỉa ba toa thôi, chứ còn chưa có vấn đề gì cả quý bạn ạ. Đấy, có sao thì tôi cứ nói như vậy nhé, tôi không có giấu giếm, không có che một cái gì cả quý bạn ạ. Đấy, và cái phần ghế đấy ạ, phần ghế nội thất đằng sau rất là đẹp này. Cả những cái phần sàn này thì chủ xe cũng giữ gìn rất là sạch. Đấy, phần sàn này rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, ghế này, nỉ trần này. Đấy, nội thất ghế da, tapi, cánh cửa đều rất là đẹp quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng được bấm tay để mở cửa quý vị bạn ạ. Đấy, từ những cái phần keo chỉ của cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn này, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn đấy, ốc bản lề còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Tapi thì rất là đẹp rồi. Đấy, và đặc biệt là hệ thống âm thanh cao cấp loa Bose đây, được dán ở hai cánh cửa trước quý vị các bạn nhé. Đấy, và từ bậc cửa này cũng rất là đẹp này, cho đến những cái ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên này. Tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam thôi ạ, bởi công ty Trường Hải. Đấy, ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện này. Và cái má ghế này cũng còn rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Toàn bộ rất là mới, rất là đẹp cho chiếc xe Mazda CX-5 2016 này nhé. Từ vô lăng, cần số này đều rất là đẹp này. Đấy, phanh tay điện tử rồi, tablo cho đến tapi đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất và nội thất thì rất ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái ốc cabo này. Đây là cái chân ốc cabo quý vị và các bạn nhé. Đấy, chân ốc cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Đến keo chỉ cabo, keo chỉ cabo này cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cabo này, đinh tán các thứ này còn nguyên hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, ốc chân cabo này còn nguyên này, toàn bộ là còn nguyên bản như này. Điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía trước này quý vị và các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết. Đây là cái phần xương đấy ạ, còn nguyên hết này. Đấy, và động cơ thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, Mazda cũng đã trang bị cho chiếc CX-5 2.5 này là một cái khối động cơ xăng 2.5 lít quý vị bạn nhé, đi kèm với hộp số tự động. Và đây là cái ốc chân máy này, ốc chân máy còn nguyên nhé, chưa có một con ốc nào tháo ra quý vị bạn ạ. Đấy, và tôi sẽ mở cái nắp máy lên cho quý vị bạn xem về cái phần ốc mặt máy quý vị bạn nhé. Ốc mặt máy này, ốc mặt máy cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản này và còn rất là mới đây quý vị các bạn nhé. Về cái động cơ này thì quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký cuối năm 2016 và mới lăn bánh được 6.9 km, cho nên là cái động cơ này nó còn rất là đẹp, rất là mới. Chúng tôi chưa có phải dọn dẹp gì đâu. Nhìn về chiếc xe, nhìn về cái động cơ này thì quý vị bạn cũng đã biết được là chủ xe rất là chăm sóc ạ. Chăm sóc xe rất tốt, lúc nào cũng giữ cái xe nó sạch sẽ như này đấy. Và động cơ thì lúc nào cũng giữ sạch sẽ như thế này thì máy nó mới thoáng và nó mới tỏa nhiệt tốt, và nó tốt cho động cơ ạ. Tốt cho động, không những tốt cho động cơ mà nó còn tiết kiệm được nhiên liệu quý vị bạn nhé. Đấy. Và đây quý vị bạn xem này, nó là đây là những cái bụi bẩn mà bám vào. Đây là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì quý vị bạn nhé. Nếu như dọn dẹp đi thì nó sẽ còn đẹp, còn mới hơn rất là nhiều đấy các bạn nhé. Bụi bẩn đây do chúng tôi chưa dọn, động cơ này là chúng tôi chưa có dọn thế nào quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, về cái động cơ này thì quý bạn có thể yên tâm, hoặc nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa yên tâm về cái động cơ này thì có thể mang check tất cả tại các đại lý ở chỗ nào cũng được quý bạn nhé. Quý bạn muốn check ở đâu cũng được, chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho quý vị và các bạn đi check. Đấy, tất cả từ những cái ốc giảm sóc cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Tấm cách nhiệt, tấm cách nhiệt của cabo cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, tấm cách nhiệt cabo này. Về cái động cơ thì rất là đẹp rồi.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda CX-5 2016 phiên bản 2.5 tên tư nhân biển Hà Nội này quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 668 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm. Với lãi suất cũng ưu đãi, quý vị và các bạn có thể yên tâm quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.